Phi sau khi kiểm tra sáng nay với keo UV á, thì anh Phi thấy nó không có ổn cho lắm, cho nên anh Phi quyết định là mua một cái chiếc keo hai thành phần A và B. Thường các bạn kêu bằng keo AB hoặc là keo A, keo vào keo B hoặc
Chơi Abo. Thời gian để chờ trong game chắc hẳn là khoảng tầm từ 2 tới 3 ngày. Trong môi trường có nắng nhẹ hoặc là nếu có nắng lớn càng tốt, nên đem đi phơi nó ngoài nắng to càng tốt. Nhưng mà nhất là để trong nhà thôi, có ánh sáng thô ráo là được rồi.